Và thông tin xác nhận về Thao Hơn 14 đã có mặt trong năm 2021 thì Akari Gaming đã làm video cho các bạn rồi. Không phải tự dưng mùa này nó có rất nhiều sách tướng này, rất nhiều sách và búa này. Và mùa này đá vẫn có này. Và điều đặc biệt là đang mở bán rất nhiều thứ ở trong cửa hàng đây anh em. Nhanh tay liên hệ Akari để múc nha. Vâng, sách tướng có 45k này. Ui giời, mà mình làm thì sẽ có tính thêm tiền phí anh em lưu ý nha. Wow, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy mùa giải tháng 2 đã vừa mới kết thúc rồi. Ống heo theo mùa mình nhận được là 25 triệu vàng, 25 triệu tím và 250.000 dầu đen các bạn ạ. Vâng, hãy nhìn cái kho của tớ đi. Vâng, đầy ứ rồi. Vâng, 3 giờ nữa thì mới có một thằng dân. Và mình đang có thuốc sản xuất lính nhanh. Ok, chơi luôn. Và mùa giải của chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Và wow, rất nhiều thứ có mặt ở đây rồi các bạn ơi. Những gói ưu đãi nhanh như nào. Vâng, 4 ngày. Wow, nhân 7 giá trị các bạn ơi. Trời ơi, sách tướng, sách công trình, sách bình thự. Ui, quá rẻ luôn anh em ạ. Vâng, tôi thật không thể tin nổi với một sách tướng này. Ở thuốc sức mạnh với 3 thuốc. Trời ơi, có từng này giá tiền. Ui, nhanh tay liên hệ ngay Akari Gaming để nhận được hỗ trợ mua vé vàng, mua gem cũng như là các gói ưu đãi này anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo cực kỳ ok luôn. Tôi đảm bảo các bạn sẽ đầu tư những cái gói này sẽ rất nhiều luôn nha. Ok anh em, đây rồi, King Cắt Mòi, vé vàng tháng 3 đã có mặt đây rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, mình chắc chắn là sẽ múc rồi. Và cái trang phục King Cắt Mòi này sẽ khảo cái gì thì chúng ta cùng mua vé vàng rồi khám phá nào. Let's go. Và như vậy là mình vừa mới đầu tư xong cái... Ui dồi ôi, King Cắt Mòi. Ok bạn ơi, vé vàng tháng 3 đã có. Vâng, rất nhiều đồ chơi ở đây rồi. Ui, lần này có sách tướng ở trên này nữa các bạn này. Vâng, đợt này có rất nhiều đồ chơi. Vâng, tớ đã nghĩ đến cái điều mà các bạn đang nghĩ không? Anh em có nhớ tháng 4 sẽ có một bản update cho đầu tiên của năm 2021 chưa? Và thông tin xác nhận về Thao Hơn 14 đã có mặt trong năm 2021 thì Akari Gaming đã làm video cho các bạn rồi. Không phải tự dưng mùa này nó có rất nhiều sách tướng này, rất nhiều sách và búa này. Và mùa này đá vẫn có này. Và điều đặc biệt là đang mở bán rất nhiều thứ ở trong cửa hàng đây anh em. Nhanh tay liên hệ Akari để múc nha. Vâng, sách tướng có 45k này. Ui giời, mà mình làm thì sẽ có tính thêm tiền phí anh em lưu ý nha. Vâng, nhân 7 giá trị, nhân 6 giá trị, hai cái gói này chắc chắn sẽ rất nhiều anh em múc. Ok, và bây giờ có sự kiện gì mới không? Vẫn chưa, vẫn là cái sự kiện của Super Barbarian đấy, cả đánh dòng điện thôi. Ok các bạn ơi, làm trận để khám phá vé vàng nào. Vâng, trước khi vào trận đánh thì mình nghĩ là mình nên giải thích cho các bạn về có nhiều bạn vẫn chưa hiểu nên mua vé vàng vào lúc nào và mua vé vàng thì được cái gì. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Mỗi vé vàng này là một cái vé tháng chơi cho các bạn. Các bạn hãy nhìn lên góc trên bên phải màn hình, Season End nó đang đếm lùi về 30 ngày và 23 giờ. Thì đây là thời hạn cho một vé vàng mùa giải. Trong vé vàng mùa giải các bạn sẽ có những cái thử thách là challenge các bạn hoàn thiện ở đây. Thì các bạn đạt được những số điểm nhất định thì các bạn sẽ mở được những cái cột mốc quan trọng của vé vàng. Ví dụ như các bạn hãy nên là mở cái cột mốc này với 120 điểm thôi thì các bạn sẽ có là 10% về giảm giá về tài nguyên và thời gian xây dựng và nâng cấp này. Tiếp theo cái này nó sẽ là giảm 10% về tài nguyên và thời gian cho việc nâng cấp lính, spell và cỗ máy thần chú ở trong cái nhà nghiên cứu. Tiếp đến đây là giảm 10% cho chi phí thời gian bình thường, tài nguyên trong nâng tướng, sản xuất quân, thần chú với cả là sản xuất cỗ máy.
Đây là những cái cột mốc rất quan trọng và nó sẽ tính từ thời điểm các bạn mở được những cái cột mốc này cho đến hết mùa giải. Các bạn mở càng sớm thì các bạn càng nhận được càng nhiều phần thưởng ở đây. Đó, rất nhiều phần thưởng sách cho mùa giải này các bạn ạ. Và thuốc thợ xây rồi các thứ ở đây. Và tối đa cho các bạn được giảm giá đó chính là tới 20%. Đây các bạn này, cái cột mốc tối đa 20% khi các bạn hoàn thành được 1.600 điểm, 1.700 điểm, 1.850 điểm. Đây là những cái cột mốc lớn nhất của vé vàng. Đây là những cái hiệu lợi ích mà vé vàng mang lại sẽ giúp cho các bạn nâng cấp chi phí, người là sản xuất quân cũng như là các thứ nó nhanh hơn nhiều. Việc nâng cấp mắc ngôi làng của bạn nó sẽ sớm được triển khai luôn. Và đây rồi, Roking. Đấy, vua bất hảo. Vâng, trang phục vua bất hảo mà mình đã review cho anh em. Vâng, xin giới thiệu các bạn. Vâng, hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn về quả đầu kinh cắt mòi này. Vâng, ai rồi cũng phải cắt đầu mòi thôi. Vâng, bá đạo đến từ Supercell. Vâng, không hiểu vâng có thánh nào tư vấn quả cắt mòi này đây. Tuyệt vời. Và có lẽ là mình sẽ đưa thêm một thằng dân ra nữa. Để hoàn thành trước thì mình sẽ đánh điểm để cho quân này, để lấy được 60 điểm cũng như là hoàn thành một mấy cái cột mốc kia. Phá hủy 25 mà. Bệ thờ á, ôi vãi trường, khó thế. Vâng, những cột mốc đầu khó vậy ba. 30 cung rồi, ok, chơi luôn. Có một vấn đề chúng ta đang gặp phải, đó chính là các bạn có nhận thấy là số lượng tài nguyên của chúng ta đang rất là nhiều không? Thì cần phải xử lý cái số lượng tài nguyên này, và mình sẽ nâng tường theo phong cách Dubai, đó chính là đập một lúc cả dãy này luôn. Thì tiêu như vậy nó mới hết tiền được. Đấy các bạn thấy không? Càng cò chưa? Tiếp này, chuỗi bên này nữa này. Nâng phát nữa này. Đấy, bây giờ thì nâng lên. Đúng rồi. Quá căng luôn. Bây giờ đang dư ra số lượng dầu tím khá nhiều thì chúng ta chỉ có nâng bằng những cái mấy cái này cho nó vơi bớt thôi anh em. Bây giờ đang là giá 1 triệu một cục này. Vậy nhưng mà chốc nữa sau khi mình phá được mấy cái cột mốc kia thì giá tường nó sẽ giảm đi rất nhiều. Mình nâng cho anh em xem trước. Chốc nữa nó giảm bớt, giảm tối đa nó chỉ còn về có giảm được 20%, nhưng mà mình sẽ chỉ cố gắng làm giảm cái 10% trước thôi các bạn. Bởi vì cố gắng lấy cái mốc 10% đó sớm ở đầu mùa giải. Rồi tạm thời là 9 triệu mấy. Đây, nâng cái này vừa bớt này. Đó, chỉ nâng được cái này rẻ rồi. Chốc nữa farm xong thì mình lại tính tiếp. Hiện nay không biết trong nhà chính có cái gì không thì mình vẫn đang muốn nâng tướng farm. Để cho vơi bớt cái dầu đen đi. Queen đâu rồi? Queen cơ mà. Rồi, đăng em Queen lên 6 ngày vâng đọc sách. Ok, không sao cả. Đã xong luôn. Rồi, bây giờ thì sẽ đi farm một trận để làm nhiệm vụ. Hồi nãy mình có đánh mấy phát rồi. Thì chúng ta cần phải đạt 200 điểm để phá mấy cái mốc này sớm nhất các bạn nhé. Đấy, giảm giá 10% các loại. Rồi bây giờ kiếm một trận là đánh đây, ui giời, ngon luôn. Trận này nhà này giàu rồi. Bởi vì chúng ta sẽ phải chơi với cả là 30 cung nữa mà. Nên thì cố gắng múc sao được nhanh và quất luôn. Đấy chà chà, bên này có hai cái X-Bow. Thôi, thế thì căng lắm. Từ từ đã nào. Lên đồ. Quản giáo, không có thuốc cho quản giáo chơi rồi. Không có thuốc cho quản giáo chơi rồi. Vâng. Quên mất con hạc này vẫn đang hơi cùi. Bị bom đèn. Úi dồi ôi. Chơi đồ. Ui, quá nhiều bom bay trong tình huống này. Giật đi em. Bố mình nhịn mày hơi lâu rồi đấy con ạ. King Queen mà luôn. Ui giời. Rồng 2 thôi. Vâng, không phải. Không phải rồng xịn đâu các ông ạ. Rộng 2 mà lại còn chưa đủ quân cơ. Úi dồi ôi, gặp cướp rồi. Vâng, làm thế nào đây? Úi dồi ôi. Vâng, không có thuốc sức mạnh. May quá vẫn ăn được 1 sao rồi. Cố lên Queen ơi. Vâng, trận này lỗ lòi mồm rồi. Úi dồi ôi. Ôi, cố gắng về mà farm nhanh 4 trận để mà lấy được mấy cái cột mốc kia nào anh em ơi. Úi dồi ôi.
căng quá. Bởi vì phải ôm solo là tận 30 em cung cơ mà. Căng vãi đạn luôn. Úi trời, cố lên các em. Này thì chơi này cung cấp 7 thôi, không được nhiều đâu. Ui chết hết rồi. Ôi đi về đi về. Nhưng mà dù sao vẫn thắng là được rồi. Ăn được dầu đen 4.500. Được. Ok, tạm tha cho em về vấn đề dầu đen là em vẫn ổn. Vâng, xin lính nào. Mà quất cái 4 trận đi nha. Ok luôn. Ôi giời, thanh niên tha hơn 10 thì quất đi. Quất nhanh còn ra video cho anh em xem này. Và tớ phải làm nhiệm vụ mấy trận liền đấy để hoàn thành xong cái cột mốc 200 điểm cho anh em biết được cái sự hiệu quả khi mà các bạn hoàn thành sớm đến cái cột mốc đầu tiên của mùa giải đấy nhá. Bịt nó lại. Đồng điện ơi, cố lên. Úi dồi ôi, bàn càng quá. Bị lọt vào tầm bắn rồi kìa. Vâng, cái đội quân mà nói thật với các bạn chứ, vâng, 30 cung này nó rất là khoai. Làm cái nhiệm vụ 30 cung này nó rất là khoai. Nó chiếm đến một con đồng điện với cả mấy con balloon rồi. Đâm ra khá căng. Rồi, úi dồi. Gọng em Queen luôn này. Vâng, cố lên em. Chừng này không biết có lia được không. Khổ lắm. Đập, đập, đồng điện, sắp không. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Em Queen vào đây ăn cái E nữa là ấm rồi. Em Queen vào đây ăn cái E nữa là ấm rồi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Được nó. Rồi, ngon luôn anh em ạ. À, nói nhiều đây. Bây giờ tớ sẽ cho các bạn thấy được một đống điểm đấy. Các bạn có thể thấy này. Ui giời ơi, phấn khởi chưa. Ui giời, 260 điểm luôn. Trời ơi. Đấy, vé vàng đấy các bạn ạ. Vâng, đây là donate cho lính nội thành của các bạn. Là chỉ cần có một gem. Và đây là xẻng. Đây là thuốc sức mạnh. Và đây là thuốc đối với làng bóng đêm. Và đây là thuốc nghiên cứu. Nhưng điều mà mình muốn cho các bạn thấy đó chính là các bạn sẽ được giảm giá chi phí thời gian nâng cấp 10%. Đấy. Tiếp đây là nghiên cứu giảm 10%. Và đây là sản xuất lính với cả là spell hay là cỗ máy nó cũng giảm. Và đây là ngân khố mùa giải 10 triệu ngọt. Tuyệt vời. Đây là những lợi ích mà vé vàng của tháng 3 để mang lại. Và đặc biệt là nó có rất nhiều đồ chơi. Anh em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hoặc là có ưu đãi, nhanh nhanh lên. Không phải tự dưng mà nó có cái nhân 7, nhân 6 này đâu anh em ạ. À, nhanh còn kịp nha, siêu rẻ. Liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của anh em, book cho anh em. Thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok. Bye bye.